Trời, uống đi con. Đấy, đúng rồi, choáng nó, choáng nó. Đúng đúng đúng, chính xác chính xác. Hợp lý này. Hợp lý này. Hợp lý. Hợp lý luôn. Ơi chết cả, con trên kia chết rồi con. No 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 no. Hôm nay tôi sẽ hóa thân vào Gia Cát Lượng làm chính trị gia cho nước Tigen và chiến thắng những nước khác. Trời. Có vẻ là quân này gà mà. Rồi, come on, come on, come on, come on. Bộ. Ôi, 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 từ từ. Phi nó, phi. Rồi, phi kìa. Rồi. Nope. Nope. Ôi, 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 còn, còn. Con. Rồi, hết hy vọng luôn. Phế thế nhỉ. Chờ nốt, chờ tới, chờ tới. Quân tao đông hơn chắc chắn sẽ là thắng. Tao là chiến lược gia mà. Sao chúng mày có thể lại tao được chứ hả? Thôi, có phi đao á. Có vẻ là sẽ chơi cái này. Hai con, ơi không được. Đấy. Có vẻ là sẽ là ổn đây. Ơi, chết bà không ổn tí nào. Chưa, 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 ke được, ke được, ke được. Con. Con. Đập nó, đập nó, đập nó. Tủi luôn, thề. Pim. What the fuck? Easy, easy, con ạ, thắng. Cứ phải gọi là dễ. Con nem đá hả? Ở đây có nem đá, có phù thủy. Mấy cái này khó đây. Trời, gọi là 4. Rồi. Đấy, chơi. Thử xem sao. Ném đá có thể ném xuyên luôn nha. Đấy, đấy. U chù chà mà ơi, coi kìa. Sai rồi, có vẻ là sai rồi. Phi nó. Phi nó. Toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi. Tan rồi, tan rồi, tan thật sự. Ok. Mày ném. Rồi. Ngon, 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 ngon. Phi nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục phải không? Ui. Đầu thế nha. Chơi. Sẽ giết hai cái con bên kia trước. Chúng ta sẽ giết hai con phù thủy trước. Sao nó ném không trúng? Ui. Nó ném không trúng. Phù thủy mạnh lắm. Phù. Cây thế. Chỉ cần ném con phù thủy. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp tục. Ờ. Win rồi. Ném mày là con. Ê, còn con ném đá à. Không. Win. Trận này tôi chắc chắn sẽ win. Đấy. Thế giới. Ok. Yên tâm. Win. 100% luôn. Too many thoughts on my mind. I can't sleep at night. So I just keep right. Mất tiêu. Bóp hơi luôn. Mày. Bố láo. Ném. Trời ơi. Cậu cái cầu hả ta. Mấy cái này là cái gì á. Chúng ta sẽ có một con voi mammut. Nhưng mà 2.000 hai tiền. Chắc có vẻ là không được. Thử coi. Thử hai con mới coi nó lại làm cái gì. Bố xanh. Ôi. Có vẻ là hai con mới nó sẽ giáp trâu hơn thì phải. Ờ à, tính ra cũng không trâu mấy. Ơ à, thôi luôn. Trời. Kiểu này là không được. Quay quay nó đi dưới sông kìa. Ừ đúng rồi. Tôi tính hết rồi. Còn một thằng nó, ném đi. Ơi hai thằng. Mày. Trời. Ôi. Tủi luôn. Hút cái chết luôn. Trời ơi không biết làm gì luôn á. Ném. Dễ ăn bố mẹ. Dễ ăn quá. Hi. Có vẻ kèo này không khó lắm nếu ta có con này. Lên luôn chứ sao giờ. Chăm hả? Protector. Bảo vệ cho cái con phù thủy. Con voi này ủi phát chết. Này. Đấy. Hợp lý luôn. Mày chọt sao bằng lính khiên của tao được. Mày chọt hộ tao cái luôn. Ôi chết rồi kìa. Dễ nha. Tôi sẽ xếp đội hình mới. Ok. Chờ thôi nào. Ôi, nó trông lúa ra nữa. Nhưng không sao. Ui. Không sao. Có lính khiên cơ mà. Tủi luôn. Ôi, sao chết lẻ thế nha. Nó chỉ bị choáng thôi. Ôi ơi ơi. Trời. Ừ. Ngon. Phi nó. Phi mấy con lớn này. Mấy con gặt lúa này.
Rồi. Hay lắm. Farmer. Chúng ta đã có Farmer. Hay Bowler. Có cung hả? Chết. Con gặt lúa này sẽ đắng xa. Nãy. Ủa con này cầm kiếm. Cầm kiếm chứ không phải là bắn cung. Ơi nhìn nhầm. Rồi xong toan luôn. Rồi. Thu là phải. Nó uốn thôi coi nha. Chơi. Uốn đi con. Đấy đúng rồi. Choáng nó. Choáng nó. Đúng đúng đúng. Chính xác. Chính xác. Hợp lý này. Hợp lý này. Hợp lý. Hợp lý luôn. Ơi chết cả. Con trên kia chết rồi. Con. Nó 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 nó. Ừ hên quá hên quá. Uốn nó. Toàn rồi, toàn rồi, không được rồi, không được rồi. Đứng, 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 đứng trong đó. What? Tại sao mày lại đứng trong đó? Xuyên. Trời ơi. Xuyên không được luôn. 50 chơi. Mạnh đấy, mạnh đấy, mạnh đấy. Ôi, cũng chết luôn. Đấy, hợp lý rồi, hợp lý rồi, hợp lý rồi, hợp lý rồi. Trời nó đừng có chọi tay mình. Ôi, nó chọi tay mình luôn kìa. Sợ thật sự. Ủa tay mình chết hết rồi. Thấy chưa. Chơi. Xanh rất ủn tay mình luôn. Rồi xong. Đừng ủn tay mình. Rồi nó chết luôn. Rồi thanh niên. Ủn phát chết tay mình luôn. Quất nó. Quất nó. Đúng rồi. Một cho tất cả. Ui. Ui ui. Ui. Đầu con. Người bù nhìn này, nó sẽ đánh lạc hướng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nên như vậy. Chúng ta sẽ chiến thắng thôi, đừng có chạy vào góc chết. Cái con này, nó chạy vào góc chết kìa trời. Ôi. Tung chết ba nó, đúng rồi, đúng rồi. Chọi nó xuống, đúng rồi, hay, hay, hay. Chọi tiếp, chọi tiếp. Ôi, chọi tay mình luôn trời ạ. Ừ. Ừ. Có đường thắng, mày. Mày. Ê, ê, đừng, đừng. Đâm nó, đâm nó. No, 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 no. Đâm. Ui. Ừ, ừ. Secondly, một con xe. Nó lại hay đờ. Nó lại hất tay mình nữa. Cây cứu thế. Hay sao. Ê, 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 ê. Rồi nó hất chết tay mình luôn kìa. Còn ke được, còn ke được. Đúng rồi, nên chọi đá, nên chọi mày. Headshot. Trời ơi, chạy hộ. Con này đi tuốt qua đây luôn. Trời ơi, buồn của anh luôn. Mấy bắn đá có vẻ khó này. Ba chiếc. Ui, bắn trúng chuẩn vậy. Bắn chuẩn vậy. Mày bắn nữa coi. Mày bắn nữa coi. Mày bắn nữa coi, bắn hộ luôn. Bên nó có vua mọi người ạ. Ôi, vua nó chọt một cái là nằm luôn. Holy moly. Holy chuối, đừng có chọi vô tay mình. Đừng để nó chép, chọi nó. Chọi chép. Đúng rồi, tung vua luôn, tung vua. Ủa nó quăng kìa trời. Vua. Đừng. Đừng đó chi. Còn mình ổng thôi đấy, tốc độ đi nào. Ui giời ơi, nó vẽ kìa. Rồi, nó vẽ một phát là chết luôn. Rồi, chết không. Ê, được, được, chọi, chọi, chọi. Hai thằng thay phiên. Hụt. Hụt bé. Ôi giời. Ôi, không ngờ luôn. Ôi. Chính xác là như vậy. Chính xác là như vậy. Theo như kế hoạch. Come on, tiến lên. Ủa, nó quạt một cái chết người à. Ông vua chưa chết. Không, chúng ta sẽ cần một chiếc xe. Một chiếc xe. Không cần poison đâu. Nghĩ là poison nó không có tác dụng cho lắm. Tung đi. Đừng có bị chém. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đừng có bị chém. Chúng bị chép đúng chính xác. Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Đừng để cho nó quạt. Ôi giời. Để cho nó quạt kìa trời. Ôi giời. Ê, ê, chết. Té đi, té, té. Té. Đó. Thôi ơi. Sao bố mày đéo té. Cày thế nha. Đấy, ổn rồi đấy. Có vẻ là như vậy sẽ lợi hơn. Mới vô con kia chết rồi. Nó bị. Ô. Ô, chết ông vua. Chết ông vua. Chết ông vua. Mày
mày bố là bố bố lão tuổi luôn mày. Giúp rồi ăn rồi giúp này này healer này, quân lính tinh nhuệ này sẽ làm được cái gì cho nó phế thế. Đúng rồi, lính tinh nhuệ cơ mà, không có chết dễ như vậy chứ. Đúng rồi, chép. Hay lắm. Còn đâu nữa? Còn bên đây nữa à? Còn hai người thôi á. Ôi, còn có người. Ôi, đừng có bị két, đừng có bị két. Mày xạo. Nè, giáp nè. Giáp cho cố vô nè. Ui, còn một hai con, còn hai con. Nếu mà hên á, chúng ta sẽ thắng. Nghĩ là không hên rồi. Bắn đi. Thôi. Mày. Pháo à? The King. Này, tao cứ tưởng mày đỡ được chứ. Tưởng để cho nó nạp đạn. Come on. Chơi. Ui. Gắt thế. Tôi sẽ dùng hai cái máy này sẽ bắn vô cái con yếu nhất. Đây là quân của nhà vua. Nếu mà nó thành công. Ui, không thành công cho máy rồi. Nó bắn ở giữa không à. Mày. Come on. Không biết gã đạn có tác dụng gì nhưng mà mình đang thắng. Ui, tính nói luôn á. Tính nói mình đang thắng luôn á trời. Ôi, nó gã đạn kia. Đừng trước nòng nó. Ôi. Có vẻ là sẽ là cổ vũ hả. Cổ vũ là nên hai con. Healer sẽ không có tác dụng gì. 1, 2, 6 con. Ok. Hồi nãy chúng ta thắng à. Wow. Ngầu nha. Ôi, nãy chúng ta thắng rồi nhưng mà xanh á. Qua màn mới là gặp con mạnh hơn. Come on. Thôi. Mày. Ui, nó hút kìa. Hút nó. Đúng rồi. Ôi, một con lên. Lên đường. Ui rồi. Ép nó trong đó. Đứng rồi. Mày. Ừ, hên quá. Ngon.